bón được này, bón được một tuần rồi anh em nhá. Đó. Thì như cái loại này là như thế này là mình bắt đầu bón đấy, bón được khoảng một tuần thì nó bằng này. Đó. Thì cứ gối nhau thôi, loại này nó ok rồi, chuẩn bị nhặt nhặt hoặc là ấy là mình có thể chuyển cho anh em được tầm này. Đó, anh em về bón thêm một thời gian ngắn nữa là nó sẽ biết mổ. Bây giờ ép mổ nó mổ được, lông đuôi nó được khoảng 2 phân rồi. Đó. 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 Như bón thì lúc nào nó cũng đây. Đó, diều lúng lính. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi, sáu đôi. Cái một ô này là khoảng 6 đôi. Các bạn là thắp cái bóng này là bóng sưởi. Nó rơm mà. Ừ. Mấy cái đôi này thì như sao, có gì đâu. Đôi này là dấu chân này. Đó, đánh dấu chân. Đó, thắt chân. Đó. Chân trái thắt. Em này với em này là một đôi. Thì loại này các bạn nó được khoảng 7 ngày tuổi thôi. Anh em bón không quen là nó rất đấy, sờ vào nó phải ấm đấy, người nó lúng lĩu mà các bạn biết là nó quá là nhỏ luôn. Đó, anh em nhìn nhỏ. Đó. Nhưng mà bón tầm này mới là đẹp, bón tầm này thì không phải nghĩ một điều gì về sau cả, quá khách luôn, quá thuần luôn. Đó. Như con này một đôi. Lúc liều. Quá thuần luôn. Chim này là cũng khá là ok rồi. Đó. Bông tơi đẹp chắc chắn. Đó. Đây là nó theo người rồi. Đó. Chim nó phải thuần như này anh em ạ. Đấy, cái thế mạnh của mình là chim non, chim sinh sản, chim giống tốt, mã ngông quấn hồng giọng thổ. Đấy. Hôm nay có một bạn yêu cầu mình lấy một đôi trống mái nhưng mà lại chéo nhau, lấy con trống con này của cặp này với con mái của cặp kia. Bạn rất là cẩn thận trong cái việc tạo gen. Đó. Rất là ok luôn. Đó, thì các bạn nuôi như cái tầm này thì các bạn nuôi sau một tuần thì nó bằng này. Như loại này thì tầm khoảng 5-7 ngày nữa là nó mổ, tự mổ được. Đó. Đó, nhìn con chim quá là ok luôn, to, chim giống to, chim non giống to. Đó. Quá bự luôn. Tự sưởi ấm cho nhau. Đó. Thì cái sàn này là rất là ok, phân nó đi là nó lọt xuống dưới đây. Đó. Một vài ngày thì vệ sinh. Đó. Rồi đúng rồi, khẩu trang siêu nhân à, rồi còn đi lớp vậy à? Đi vào. Đồng hồ siêu nhân đâu? Mất rồi. Ôi giời, con đánh mất rồi à? Đây là con có khẩu trang cừu nha, mẹ mua cho con mình ăn. Vứt. Đó. Khi mà tôi bán cho các bạn thì tầm này là đẹp. Thì
Thì các bạn thấy là khi cái việc mà tôi đã huấn luyện nó đã biết đòi ăn, biết há mồm, biết rúc. Các bạn về bón rất là thuận lợi. Còn nếu như các bạn mà không quen bón thì các bạn đặt tôi bón đôi này thêm một vài ngày nữa là nó chỗ được, độc lập được thì tôi chuyển cho các bạn. Thế mạnh của tôi là chim giờ, chim non giống hay và chim thuần đó. Bởi vì các bạn nên nhớ là nuôi một chú chim mà nó thuần thì rất ý nghĩa, hay nữa là nó giống tốt thì nó sẽ không mất thời gian anh em bón bộ. Đây những chú chim này rất là sinh động. Đó. Trong cái quá trình làm của tôi cũng gặp một số cái vấn đề. Thứ nhất là anh em cũng hay thiếu cái kinh nghiệm trong cái việc bón này. Đó, thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ. Và thứ hai là anh em cũng có một số anh em thì rất là tin tưởng. Một số anh em rất là tin tưởng, bởi vì tin tưởng một phần là do các bạn tự là đã có người khác đã trải nghiệm cái dịch vụ của bên mình rồi, thì họ giới thiệu cho nhau thôi. Đó. Tôi có một cái điều chắc chắn với các bạn rằng là tôi cũng là người đam mê chim, và tôi cũng rất là chia sẻ với các bác. Thế trong cái quá trình những lúc bé như này là tôi đã biết con nào con trống con mái rồi. Thì kiểu gì thì các bạn mua một đôi, tôi hứa với các bạn là tôi sẽ khẳng định là để cho các bạn một trống một mái. Đó. Nếu như mà nguyên bản theo đôi thì để, mà không các bạn có yêu cầu mà chéo nhau thì tôi cũng sẽ đạt, nó sẽ đạt được đạt yếu tố như vậy. Thì các bạn thấy là mỗi một cái chuồng chuồng inox bằng cái này mình sẽ làm như vậy. Thì có một vài khách họ rất là tin tưởng, họ là đặt tôi là tôi sẽ bón bao giờ đến lúc biết mổ thì tôi mới chuyển cho các bạn. Thì cái chim bón biết mổ là tôi bao giờ tôi cũng bán giá nó cũng nhỉnh hơn, bởi vì tôi tính cả cái tiền công của tôi bón phục vụ cho các bạn. Đó. Đây. Các bạn, cái lông của nó còn răng nược như thế này cơ mà, rất là nhỏ. Khi các bạn sưởi ấm như này thì các bạn có một cái khi mà buổi đầu thì đây là cái nhiệt kế đó. Các bạn nên nhớ là đây là cái nhiệt kế điện tử. Thì thời gian ngày đầu tôi cũng phải để cái nhiệt kế vào đây, tôi kiểm tra cái nhiệt độ chúng ta nhiệt độ trên cái cơ thể của con chim để vào đây này. Đó. Đó, tôi kiểm tra. Đó, tôi để dưới cái bụng nó. Đó. Nhưng mà tôi xác minh được cái nhiệt độ của nó. Khi nhiệt độ của nó mà ok rồi thì tôi sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ không gian ở đây. Rồi tôi để đây. Thì cái nhiệt độ ở đây nó do cái bóng này. Do cái bóng này nó hắt xuống. Đó. Đây, chỗ này là đó. Thì cái bóng này nó hát xuống thì nó sẽ báo cái nhiệt độ đó. Thì các bạn để tay đây các bạn cảm giác cái độ ấm nó quen thì đấy là cái kinh nghiệm. Nên tôi treo cái khoảng cách này là cao thấp đấy, thì cái con chim này nó cái nhiệt độ thích hợp của nó thì các bạn nên nhớ là nó như cái mùa này thì các bạn nên để cái nhiệt độ, cái nhiệt kế đây các bạn để nhiệt độ đó, nhiệt độ của nó là như bây giờ cái nhiệt kế của tôi đang báo là khoảng 30-31 độ. Đấy. Kiểu gì cũng phải trên 30 độ. Đó. Nếu như mà các bạn sờ vào chú chim này mà các bạn thấy nó lạnh thì các bạn phải điều chỉnh. Và đặt vào cái vị trí nào đấy để cho con chim nó ấm. Con chim nó ấm. Nó phải được ấm. Rồi sưởi ấm cho nhau. Đó là cái hoặc là các bạn có thể quay xung quanh này để cho nó đỡ thoát nhiệt đi.
chú chim này chú nằm rất là khôn, chú rúc vào cái tư thế đó, trông như con gà nhép. Thì quý vị và các bạn yên tâm là các bạn alo thì tôi sẽ ship, tôi ship thì những cái con chim mà đang bón này tôi sẽ ship toàn khu vực miền Trung và miền Bắc. Còn những các bạn ở miền Nam, các bạn muốn chim bón thuần này thì các bạn chắc chắn là các bạn phải đặt vấn đề là bón được ở trên đường, hoặc là các bạn sẽ mua của cái hàng mà tôi bón con những con như này khoảng một tuần nữa nó biết ăn rồi tôi bắt đầu cho chuyển đi cho các bạn. Đấy, thì nó đảm bảo. Cái số điện thoại của tôi là 0163530982. Tôi tên là Thao. Mọi người vẫn thường gọi là Thao chim cu gáy. Và thực tế là tôi đã phát triển vườn chim cu gáy với quy mô rất là ok. Thì anh em là muốn tìm được những đôi chim giống hoặc là những chú chim khách về sau thì anh em có thể alo cho tôi, gặp trực tiếp tôi. Bạn gọi trừ cái thời điểm từ 6 giờ đến 7 rưỡi tối ra. Thời gian đấy là tôi nói thật là tôi phải đi thể thao. Còn ngoài ra thì buổi trưa thì cũng tầm từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi thì các bạn cũng tránh. Tất nhiên là tôi cũng sẽ nghe, nhưng mà còn những thời gian khác thì tôi máy của tôi cũng sẽ là online. Anh em cũng ok. Thì clip này là mình luôn luôn là gì giới thiệu với các bạn là trong nhà lúc nào cũng có chim non. Gần như lúc nào cũng có chim non. Đó. Đấy, cái dàn bố mẹ nó đã phục vụ được như vậy thì anh em cứ alo đặt hàng thì tôi sẽ phục vụ. Và tôi sẽ luôn có một phương châm đúng trông mái, đúng chất lượng, gen, giọng, mã. Và cái công của tôi bón thì tôi sẽ bán ra cho anh em. Và tôi bảo hành chống mái, bảo hành chất lượng, luôn luôn bảo vệ uy tín và luôn luôn giữ chọn niềm tin với anh em đam mê chim cu. Nếu quý vị các bạn thấy clip chia sẻ và một số những cái clip, những cái chủ đề trên kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao bổ ích thì các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là các bạn có thể gọi cho tôi. Cái địa chỉ nhà tôi thì thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và cái số điện thoại đăng ký Zalo của tôi là 0163530982. Và đặc biệt là cái kênh Facebook và kênh YouTube của tôi là Chim Cu Gáy Hay, các bạn có thể tìm kiếm. Đó. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả.